Đội Võ Đức Hiền xin kính chào quý vị, và hiện nay là tối ngày mùng 9 tháng mùng 9 hay mùng 10 nhỉ cháu? Hả? Hiện nay là tối ngày mùng 10 tháng 7 năm 2016. Và hôm nay là ngày chủ nhật. Thì chúng tôi theo yêu cầu của một khách hàng ở Sông Lô, anh yêu cầu chúng tôi quay để anh xem thêm một chiếc sập Cẩm Lai. Mặt liền một lá mà 1m8 x 2m2. Thì hiện nay tôi đang đứng trước cái mặt sập này, và hiện nay tôi đang quay tại tầng 1 khu B. Đây là chúng tôi lúc nào có hơn 50 chiếc sập. Và đây là chiếc sập vân núi, sập một lá và vân núi ở tầm giữa đây. Tôi sẽ quay từ từ để quý khách xem, đặc biệt là chiếc mặt một lá bên trong này, bởi vì khách hàng là rất thích cái sập một lá, nhưng mà đôi khi cũng rất lo lắng là không biết có đúng là một lá thật hay không, hay nhỡ lại ghép vào. Chính vì thế nhiều khách hàng ở xa không về được thì cũng hay muốn chúng tôi quay chậm từ từ để quan sát cho kỹ cái lá mặt bên trong. Cho nên chúng tôi đang lìa cái máy quay rất là chậm này, thì là đang đi qua tầm giữa. Cứ đi qua đoạn giữa cái núi lại thấy trông thấy rất là ấn tượng. Và trong khi quý vị quan sát thì kỹ sư Đức cũng nhân tiện giới thiệu luôn là Đồ Gỗ Đức Hiền là một đơn vị sản xuất rất là mạnh, và lúc nào chúng tôi cũng có hàng ngàn mặt hàng trưng bày tại cửa hàng tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và làng nghề Đại Nghiệp là làng nghề có truyền thống từ lâu đời, và các mặt hàng của chúng tôi gồm có sập vụ tủ chè, rồi sập Cẩm Lai, sập hương đá Nam Phi, rồi thì các sập vụ trọn vân, sập khảm, sập đục trạo đặc sắc đều có hết. Ngoài ra thì những sản phẩm khác như là đồ thờ, bàn thờ, sập thờ, tủ thờ, cuốn thư câu đối, rồi giường tủ các loại bàn ghế trọn vân như gỗ mun, gỗ gõ đỏ, gỗ hương chuẩn vân, gỗ cẩm lai chuẩn vân, gỗ hụ gia lai, hụ ta của mình, vân vân. Cái đặt vào. Và chiếc mặt sập tôi đang quay đây là kích thước là 1m8 x 2m2. Với phần ván là chúng tôi xẻ 2 phân rưỡi, và phần khung là xẻ khoảng 9 phân rưỡi đến 10 phân. Và những mặt sập này thì rất là nặng và rất là đặc sắc. Bởi vì nói đến những cái cây gỗ mà đạt được cái vân một lá này thì vô cùng là hiếm, và với cái tuổi thọ thì rất là cao, không biết đếm là bao nhiêu năm. Bởi vì với mỗi một cái sọc vân này là tính là vào một năm. Ví dụ đếm một cái đoạn như này nó đã để khoảng 80 năm rồi. Cho nên là cái vân thì ngoài cái lá bên trong, bây giờ tôi quay từ từ bốn cái phần khung bên cạnh để quý vị xem. Cái vân rất là tuyệt. Và như hình ảnh quý vị đang xem đây là chúng tôi vẫn đang để hoàn toàn là thô mộc. Nếu mà khi chúng tôi lau xi lên thì nổi bật vân lên nữa, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, quý vị nhìn thấy vân rất là tuyệt tác. Còn tất nhiên với những cái hàng lớn như này, nếu như vân nó có ít hơn thì cũng vẫn là quý rồi. Nhưng mà được những cái vân đẹp, vân núi như này thì quả là cũng là hiếm. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có. Cho nên sau này quý vị cứ nhắc đến là
cái mặt sập mà bác ở sông Thao yêu cầu quay sập Cẩm Lai Vân Núi một lá là tôi sẽ nhớ ra ngay. Và đây chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu B của Đỗ Đức Hiền. Nếu quý vị gọi cho tôi theo cái số máy đang hiện lên trên màn hình đây mà khó, vì hàng ngày là khách hàng toàn quốc gọi tôi rất nhiều và có người nói rằng không thể nào gọi nổi, thì quả đúng vậy. Bởi vì mỗi khách hàng gọi có thể hỏi kỹ thông tin về một cái sản phẩm nào mất 10 đến 20 phút, cho nên là nhiều khi bị tắc đường. Vậy xin mời quý vị cứ nhắn tin hỏi hoặc là hỏi bằng vào Zalo hay Viber của tôi với số điện thoại 0967666111, thì thỉnh thoảng tôi sẽ kiểm tra lại và có gì sẽ trả lời cho quý khách. Hoặc quý vị có thể nhắn tin vào máy 0984666999 hoặc nhắn tin qua Facebook Đồ Gỗ Đức Hiền hoặc tìm theo số điện thoại này cũng được, 0984666999. Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu sang những cái sầu khác, còn hiện nay chúng tôi hôm nay chỉ giới thiệu mạnh vào cái sập Vân Núi đấy mà thôi. Xin tạm biệt quý vị.